Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy ra khỏi đền thờ, Đức Giêsu thấy một người mù từ thuở mới sinh. Đức Giêsu nhổ nước miếng xuống đất, trộn thành bùn và sức vào mắt người mù, rồi bảo anh ta: anh hãy đến hồ Siloác mà rửa. Siloác có nghĩa là người được sai phái. Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì nhìn thấy được. Các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói: hắn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao? Có người nói: chính hắn đó. Kẻ khác lại nói rằng: không phải đâu, nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi. Còn anh ta thì quả quyết: chính tôi đây. Họ dẫn kẻ trước kia bị mù đến với những người Pha-ri-siêu. Nhưng ngày Đức Giê-xu trộn bùn và làm cho mắt anh ta mở ra lại là ngày Sa-bát. Vậy những người Pha-ri-siêu hỏi thêm một lần nữa: làm sao anh nhìn thấy được? Anh ta trả lời: ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi đi rửa và tôi thấy. Trong nhóm Pha-ri-siêu, người thì nói: ông ta không thể là người của Thiên Chúa được vì không giữ ngày Sa-bát. Kẻ thì bảo: một người tội lỗi sao có thể làm được những dấu lạ như vậy? Thế là họ đâm ra chia rẽ. Họ lại hỏi người mù: còn anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh? Anh đáp: người là một vị ngôn sứ. Họ đối lại: mày sinh ra trong tội ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng ta ư? Rồi họ trục xuất anh. Đức Giêsu nghe nói họ đã trục xuất anh, khi gặp lại anh, người hỏi: anh có tin vào Con Người không? Anh đáp: thưa thầy, đấng ấy là ai để tôi tin? Đức Giêsu trả lời: anh đã thấy người, chính người đang nói với anh đây. Anh nói: thưa ngài, tôi tin. Rồi anh sấp mình xuống trước mặt người. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có một câu chuyện kể rằng thời xa xưa, mỗi lần ra khỏi nhà trong đêm tối, người Nhật Bản thường dùng những chiếc lồng đèn. Một đêm kia, một người mù đến thăm nhà một người bạn. Lúc ra về, thấy người mù đi hai tay không, người bạn mới lấy một chiếc lồng đèn trao cho anh ta. Nhưng người mù từ chối và hỏi: đối với một người mù như tôi thì cầm chiếc lồng đèn để làm gì? Bóng đêm hay ánh sáng đối với tôi đều như nhau cả. Người bạn trả lời: tôi vẫn biết rằng anh không cần lồng đèn để soi đường, nhưng nếu anh không cầm đèn trong tay thì người khác sẽ không thấy anh, và như vậy có thể đụng vào anh. Nghe thế, người mù đành cầm lấy chiếc lồng đèn ra về. Đi được một đoạn đường, người mù bị một kẻ đi đường tông vào mình. Không tự chế được, người mù quát tháo inh ỏi: bộ đuôi sao? Không thấy chiếc đèn lồng tôi đang cầm trên tay sao? Người kia bình tĩnh phân trần: này ông bạn đang cầm lồng đèn, nhưng ngọn đèn bên trong đã tắt rồi. Thế là người mù có cầm đèn cũng không thấy đường, còn người sáng mắt lại không thấy đèn của người mù. Vậy thì ai mới thật là người mù? Thưa quý ông bà, anh chị em, người mù thật đáng thương. Họ sống trong tăm tối và như bị giam trong tù ngục, không thấy đường đi nơi ở, không thấy trời cao cảnh đẹp, không thấy người mình yêu thương. Nhưng khổ hơn nữa là những người mù về mặt tinh thần. Họ có mắt mà không thấy, họ nhìn nhận sự việc một cách sai lầm.
Chúa Giêsu đã đến để anh mù được sáng mắt. Ngài mở mắt thể lý để anh có thể thấy được đường đi, thấy vẻ đẹp thiên nhiên, thấy những người chung quanh. Nhưng quan trọng hơn, Chúa Giêsu đã đến để mở mắt đức tin cho anh, để anh có thể nhận ra Ngài là Đấng Kitô đến từ Thiên Chúa. Dù có bị tra hỏi, dọa nạt, thậm chí bị đuổi ra khỏi hội đường, anh ta vẫn cứ khẳng định ông ta đến từ Thiên Chúa. Ngược lại những người biệt phái, họ đã từng nhìn thấy Chúa Giêsu, họ đã từng chứng kiến nhiều phép lạ Ngài làm. Nhưng sự kiêu căng và ghen ghét đã làm mờ mắt họ. Vì thế họ không nhận ra con người thật của Chúa Giêsu. Vì thế họ dọa nạt anh mù và cả bố mẹ anh ta, chỉ vì mục đích muốn cho mọi người phải bóp méo sự thật và nói rằng Chúa Giêsu không đến từ Thiên Chúa. Mục đích là để mọi người không còn tin và theo Chúa Giêsu nữa, để bảo vệ chỗ đứng của họ. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vậy thì theo những điều chúng ta vừa phân tích, ai mới là người mù? Và thực sự ai mới là người sáng mắt? Những người từng sáng mắt, chẳng hạn những người đạo gốc, những người am hiểu giáo lý, những người thuộc nhiều lời kinh, họ tưởng rằng như thế là họ biết Thiên Chúa, như thế là đủ rồi. Nhưng nếu cặp mắt đức tin của họ không sáng thì coi chừng. Thiên Chúa có trong mắt họ chưa chắc đã là Thiên Chúa thật, nhưng vốn dĩ Thiên Chúa là. Mà Thiên Chúa đó chỉ là Thiên Chúa bị bóp méo, Thiên Chúa được vẽ ra do ý riêng của họ, Thiên Chúa được họ dựng nên để phục vụ cho họ. Nhưng chỉ do ơn Chúa ban thì cặp mắt đức tin của chúng ta mới thực sự sáng để nhận ra Thiên Chúa thật như Thiên Chúa là. Nhận ra hình ảnh Thiên Chúa qua khuôn mặt của Chúa Giêsu, đồng thời quyết tâm theo Ngài và gắn chặt cuộc đời của chúng ta với Ngài. Vì thế, lạy Chúa, xin mở mắt con để con thấy Chúa trong cuộc đời. Xin mở mắt con để con thấy Chúa nơi anh em. Đặc biệt, xin mở mắt con để con thấy Chúa nơi khuôn mặt Chúa Giêsu con một Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, bao dung, nhân hậu, để con tín thác, tin tưởng và trao trọn cuộc đời con nơi lòng thương xót Chúa. Amen.